Nguy cơ của sự tiến bộ khoa học kỹ thuật. Vạn Phật Thành ngày 25 tháng 3 năm 1983. Nhân loại ai ai cũng hướng ngoại truy cầu. Vì cầu ở ngoài tâm cho nên càng cầu thì càng xa gốc, không sao tới được đích. Mà càng không tới được đích thì càng muốn truy cầu thêm, đó gọi là bỏ gốc theo ngọn, bỏ gần theo xa. Các vị cho computer, tức là điện não, TV, điện thoại, tủ lạnh, vân vân là hay là đẹp, kỳ thật chúng tượng trưng cho vật bên ngoài, đã làm cho con người mê muội, ham chấp trước, không giác ngộ. Nhưng nếu mình thật sự thông suốt mọi sự, thì những thứ đó có thể giúp mình giác ngộ. Lục căn gồm tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý là 6 tên cướp, tức là lục tặc, làm cho con người đọa lạc. Nhưng nếu biết cách dùng chúng thì có thể tu hành thành đạo vô thượng bồ đề, thành Phật. Tuy ở bên ngoài có điện não xuất hiện, song trong tự tánh của mình cũng đầy đủ những thứ vi diệu, bất khả tư nghị như vậy. Xưa nay mình vốn không cần thiết phải hướng ngoại truy cầu, song bởi vì cái bảo bối kỳ diệu khó diễn bày gọi là thường trụ chân tâm, tánh tịnh, minh thể của chúng ta bị ngũ ấm che khuất, cho nên bảo bối đó không thể xuất hiện được. Rồi thì do vô minh nên mình lại bỏ gốc chạy theo ngọn, bỏ cái gần chạy theo cái xa, mà không biết quay đầu nhìn lại tự tâm mình. Có điện não bên ngoài là do có điện não trong tự tánh của mình. Điện não đó gọi là thần não, cũng có thể gọi là thánh não, Phật não hay đại trí huệ. Hiện tại, các khoa học gia tuy phát minh được đủ thứ tân kỳ, song chúng đều là những thứ ở bên ngoài tự tâm. Càng cầu, càng tìm chúng thì lại càng xa gốc. Các khoa học gia chỉ hiểu những thứ hời hợt bề ngoài mà thôi, tuy có vẻ như đạt được chỗ sở đắc, kỳ thật họ đánh mất đi bản hữu trí huệ của họ, cho nên gọi là bỏ gốc theo ngọn. Người tu đạo thì phải bỏ ngọn theo gốc, phải làm sao để Phật tánh bản hữu của mình được viên mãn, phải làm thế nào để phản bổn hoàn nguyên, để khôi phục lại bản hữu trí huệ, tức là đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí. Nếu đem điện não so sánh với 4 thứ trí này, thì điện não bất quá chỉ bằng 1 phần trong hàng trăm ngàn vạn ức phần của 4 trí kia. Nhiều người lấy đồng thau mà cho là vàng thật, thật đáng thương xót. Cho nên, chúng ta là kẻ tu đạo thì phải nhận chân được bản hữu trí huệ của mình, không cần phải truy cầu những thứ cao siêu xa vời ở bên ngoài. Chúng ta hoàn toàn không cần đến những thứ vật bên ngoài ấy sao? Tôi đã từng nói rằng điện não là thứ yêu quái do khoa học sinh ra, làm cho con người thất nghiệp, lười biếng, giải đãi, ưa thích phóng túng, ghét làm chuyện, cực nhọc. Nếu tệ trạng này tiếp tục thì chẳng bao lâu loài người sẽ biến thành đồ phế thải, không còn dùng được nữa. Khi con người đã vô dụng thì đương nhiên cuộc khí trường tại thế gian này sẽ mau chóng bế mạc. Bởi vì con người thành vô dụng thì cần con người làm gì nữa? Song ngược lại, nếu con người giác ngộ thì họ sẽ dùng trí huệ để sử dụng kỹ thuật, không để cho kỹ thuật khống chế con người. Lúc đó, đương nhiên con người sẽ tạo ra rất nhiều sản phẩm có lợi ích cho nhân quần. Nói tóm lại, cũng là một sản phẩm, song điều quan trọng là chúng ta có biết sử dụng nó hay chăng. Mình phải sử dụng điện não, không để nó khống chế mình. Cho nên nói rằng, kiến sự, tỉnh sự, xuất thế gian, kiến sự, mê sự, đọa trầm luân. Nghĩa là, thấy việc liền thức tỉnh, vượt trần gian, đụng chuyện mà lờ mờ, đọa luân hồi. Ha ha ha,